quá dài luôn rồi. Cái này hồi nào giờ mới thấy luôn trời. Phúc cả sáng mới lần rồi. Thì em mới thấy luôn. Anh với Nguyên làm đó nè. Cầu vồng vừa xuất hiện tại trường trung học phổ thông Vị Thanh trong mùa khô hạn. Đây nó kìa, 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 nhìn ha, thấy ha. Quá trời cầu vồng. Lá rơi quá trời, lá rơi rồi. Cái mà giờ rồng ở đây, Trung Quốc nó bắn tàu Việt Nam mình đó. Ô, đẹp kìa, đẹp kìa. Nguyên một cầu vồng xuất sắc. Chụp trường xe đó ngã luôn đó. Rồi rồi. Cầu vồng xuất hiện tại trường trung học phổ thông Vị Thanh trong mùa khô hạn. Quá đẹp. Hết rồi, hết cầu vồng rồi. Ô, quá đậm luôn. Ok, đẹp quá đẹp. Mát mẻ quá ha. B rồi, B. Tiếp tục là một cầu vồng ở trên. Mấy cây dầu luôn, mấy cây kia chân nha. Đang chờ máng này em. Tưới cây, tưới cây. Tưới cây. Diễn tập, diễn tập. Tưới cây mùa nắng đổ lửa. Quá tuyệt vời luôn. Người tưới cây quá đẹp trai. Ồ xa dữ trời, xa dữ ta. Cái này còn hơn nguyên nhân tạo mà ơi. Có gồng kìa, có gồng kìa. Quá đẹp. Phúc cả sáng. Quá đẹp. Ừ, họ đầy giỏng luôn á, khỏi lo. Quá đẹp. Quá trời. Ủa gì là nó hung là tới nó hung tới mía mà kia đúng ta. Ồ, tuyệt vời quá. Cho nó túi xuống em bắn ngay nó gãy luôn á. Rồi ở đó đi nghe. Thôi rồi chưa rồi. Không, tắt video đi, tắt video. Chưa, mình đang diễn tập mà. Mình tạo hả? Cái này nóng một trận. Tiếng nóng á. We'll be right back.
cầu vòng với anh Tạo. Cầu vòng giữa mùa các bạn, hai cầu vòng luôn kìa. À, ngồi hai cầu vòng luôn. Bỏ thi luôn giờ chứ. Biết chơi. Thank you.